Xin chào anh chị và các bạn, mình là Trung Lẩu Dê đến từ PAC. Hôm nay bên cạnh mình đây đang có một chiếc xe mệnh danh là thánh lật trong làng ô tô, nhất là trong các cái phân khúc dòng SUV gầm cao. Ý, tại sao lại xảy ra cái hiện tượng mà chiếc Fortuner nó có tỷ lệ mà bị lật, bị nghiêng, bị khó lái cao đến như vậy? Thì ngay tại đây thì mình có phân tích một chút xíu về cái dàn gầm của xe. Nó có cái đặc điểm là, thứ nhất là cái dàn gầm của xe theo mình quan sát thì nó nhỏ và mềm, quá mềm, cho nên là khi mà chúng ta di chuyển trên những đoạn đường cong cua với tốc độ cao, bản thân chiếc xe đang có một cái trọng tâm tương đối cao, thì khi mà chiếc xe một bên bị dìm xuống và trong bụng cua, và trong bụng cua thì bị nhấc lên, và ở ngoài lưng cua thì bị dìm xuống, thì bản thân cái phục này nó cũng còn ngắn nữa, cho nên là khi mà cái xe có thay đổi trọng tâm thì nó sẽ bị nhấc một cái bánh ở trong cua ra, nhấc một bánh lên, cho nên là nó sẽ tạo nên cái việc mất trọng tâm. Và khi đó thì trọng tâm dịch chuyển ra khỏi mặt chân đế là cái việc lật rất dễ xảy ra. Để giải quyết cái giải pháp đó, để có giải pháp giải quyết vấn đề đó, thì mọi người nên nâng cấp cho chiếc xe của mình một bộ phuộc ít nhất là cứng hơn. Thứ hai là có độ nhả cao hơn, rebound cao hơn. Và thứ ba là có hành trình từ điểm chân cho đến điểm đầu dài hơn, để tạo cho chiếc xe có cái độ thả bánh ở trong cua tốt hơn. Và ngay tại đây thì hôm nay chiếc xe này đã được nâng cấp lên bộ BB51. BB51 thì cũng không cần phải nói nhiều nữa, vì là nó là một cái bộ phuộc rất là xịn. Có thể nói là nó xịn nhất trong tất cả các cái dòng phuộc dân dụng mà dành cho xe, nhất là những cái xe ở phía Bắc để đi ở những cung đường đèo núi với tốc độ cao. Và đây là một chiếc xe mà anh chủ xe đặt vấn đề là sẽ chạy với tốc độ cao ở trong cua. Và anh ấy rất thích thể thao, rất thích chạy nhanh. BB51 với cái bộ của Fortuner hay là xe Hilux thì nó sẽ có thêm một cái bộ phận nữa. Đây là cái bộ phận thay thế cho cái đồ zin của xe, để làm sao mà hạ được cái thanh cân bằng của xe xuống thấp một chút, để nó có những cái không gian lắp đặt cái bộ phuộc ấy. Và đây là toàn bộ cái bộ phuộc, bao gồm hai cái trước, hai cái sau và một bộ lò xo ở phía sau. Ngoài ra thì để lắp đặt cái bộ phuộc BB51 này lên Fortuner thì bọn mình cũng cần phải có một cái bộ tun để ép cái lò xo và vặn, để làm sao tạo được cái độ nén lò xo phù hợp nhất cho bản thân chiếc xe này. Đây là một chiếc xe mà chưa có gắn cản, chưa có gắn tời, cho nên là nó sẽ có cái độ nén lò xo khác với những chiếc xe được độ gắn cản gắn tời. Và tại sao cái bộ BB51 này nó lại trở nên vượt trội như vậy? Vì là mọi người có thể quan sát kỹ ở đây thì nó sẽ có hai tầng chỉnh, và compress và rebound được chỉnh riêng biệt nhau, và nó sẽ tạo được cho bộ phuộc này có những cái điểm thích ứng với bất kỳ người chủ xe nào, với bất kỳ thói quen lái nào, và cái độ êm yêu thích của chủ xe. Và quan trọng hơn là cái độ an toàn, như mình có đề cập lúc nãy, là cái rebound nó được tăng lên rất là nhiều, cho nên là tạo cho một chiếc xe chắc chắn và vào cua ngọt, để cho mỗi hành trình an toàn hơn. Mình là Trung Lẩu Dê đến từ PAC.